là không à, nước quá trời luôn. Ghe cho người xem nha. Thì tình cờ đi qua câu cá giờ mọi người. Thì thấy anh này với anh này đang test ghe thì mình sẽ quay hôm nay quay xe ghe cho người xem nha. Thì trước khi vào dẫn mình thì mọi người cứ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh nha, để mình còn có thêm động lực làm nhiều video hay cho để cho người xem nha. Đây. Đó, bên này là mới đem ghe xuống nè. Mình để đang test nè. Đó, chiều nay thì mọi người thấy khán giả đông chưa? Đó, chứ lại ở trên đây thì có một chiếc nữa nè. Đó. Thì mấy anh đang chuẩn bị thúng nha mọi người, đang chuẩn bị thúng để test thử kéo thử chiếc ghe mà đỏ này nè, đó. Để test thử cái hự kéo có cái thúng nổ không cho mọi người xem không nha. Đó, anh đang chuẩn bị làm máy nè. Đó. Đó, lên nè, nghe chưa? Mới chạy xuống mà mọi người thấy chạy ghê chưa? Đó. Đi xa lắm mọi người ạ. Tuốt ngồi đó luôn. Đẹp chưa? Xa.
coi ha. Quá nhanh luôn. Giữ. Cò đéo má đâu. Chọc máy à? Chiếc ghe có thể kéo kéo thúng đi luôn mới ghê ha. Mày muốn thúng được không? Đi đá đi. Ghê ghê, kéo thúng đi luôn ghê. Ra nước luôn đó. Này là như thiệt luôn á, đẹp ha. Kéo luôn thúng đi đó mà. Đó, thúng chưa? Wow, mấy anh đó đang thử sức lấy chiếc ghe kéo thúng đi nha mọi người. Đó, kéo thúng đi luôn rồi chưa? Khó kéo lắm, hay giỡn đâu. Do cái thúng nó nặng á, cái thúng nặng khó đi lắm. Thấy chưa? Do nó cái thúng nó nặng quá. Bọn cái kia trâu coi. Chiếc ghe đẹp mình đó, thấy chiếc ghe đẹp nè, trâu vô đụng thúng rồi. Còn cái này khoảng 6-7 triệu á. Bơm nước ngọt nha, mà có bơm nước nha. Ghê quá, ghê chưa? Đâu? Đâu to. Quá dữ rồi thôi chứ. Tại công đẹp chưa hả? Chủ á. Đi đèn rồi. Rồi cho coi cho ơi. Giật máy lên. Máy đẹp không? Đèn có trục trặc xí trục trặc. Thúng đi luôn. Dữ không? Tắt máy tiếp. À, hãy dưới cho em ơi. Ui.
kêu đây đi nghỉ đi. Đẹp mà chú tèo nghe đẹp mà. Còn chi còn nó chạy được à? Chỉ là cái máy thôi á. Máy mày làm hả? Mày là tao có đẹp chứ mấy thằng mà làm bé là tao biết chơi á. Cái này nó bỏ mà. Đây thì rồi. Rồi. Hả? Đi đâu vậy? Cứ lên dây này Lâm. Mua cái mới các bạn à. Đây này đang test máy nha mọi người. Số lại. Trời ơi. Kêu gì lại, kêu gì lại. Sợ bỏ có nãy ở đây cái nó kéo tôi thúng đi được rồi mạnh ghê mạnh đó chạy ba bằng cái này là chạy bằng động cơ của xăng chạy xăng máy bay mà cầm đi lại đó test lại nè anh thử là test kéo thúng để chạy nha mọi người. Anh tài công này cho gỡ sống quá rồi. Châu luôn. Đó, mũi hỏng sao? Lẹ con gớm không? Lẹ con nó lọc quá. Sao bị
sống 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 của chiếc ghe sống à sống à sống rồi ha tối sao quá khói à kia anh kia đang test ở đây test ở anh kia test làm gì kia ta rồi bị trở ngại mấy em kia cũng vậy. Châu mất rồi. Sao lại bị kẹt? Bộ gì nè, gớm à? Gì gớm không? Còn gì? Bình nó gớm lắm. Ba cầm xe cầu đổ nước vậy. Bên đây mấy anh này đang test cho chiếc gì nó kéo thúng nè. Mở tút bên đây luôn. Sao anh tới? Sao hết lắp à? Đấy anh ấy đang test nè. Đó, hồi nãy ở bên kia nó lắp á mọi người, mình không quay cho chúng người xem được. Thì bên đây mẹ ảnh đang qua bên đây nè. Đó, chạy vô nè. Chạy vô. Quá dữ, xa quá. Thành công nha. Đó. Đúng không? Mấy thứ. Từ giờ được mỗi mấy chú 29 sơ chứ.